Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Why should we practice spiritually? Why should we thank those who criticize us? How can we win any war without fighting? Please watch on to find out more. Today's program will be presented in Olaxis, also known as Vietnamese, with subtitles in Arabic, Olaxis, Chinese, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Spanish, and Thai. Xin gửi lời chào nồng nhiệt đến quý khán giả từ ái. Tôi là Nhật Minh, từ quốc gia Âu Lạc đẹp xinh, còn được biết là Việt Nam. Người dân chúng tôi nguyện cầu Đức Phật đông đầy tháng ngày của quý vị với tình thương và niềm vui. Trong tiết mục hôm nay, tựa đề Trích tuyển Minh Triết Thiên Liên của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, phần 1 của 2 phần, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị trí huệ của Thiền Tông Phật Giáo. Thiền sư Lương Sĩ Hằng, sinh năm 1923 tại Bình Định, quốc gia Âu Lạc, Việt Nam. Từ thuở niên thiếu, nội tâm Ngài đã luôn thôi thúc bỏ lại phía sau đời sống trần thế để ra đi tìm đạo. Ở tuổi tam tuần, Ngài có cơ duyên gặp được Tổ sư Đỗ Thuần Hậu và xin thụ giáo tu hành theo Pháp Thiền Vô Vi, khoa học huyền bí Phật Pháp. Trong 3 tháng đầu miệt mài công phu, Thiền sư đã thể nghiệm nhiều ấn chứng phi thường. Nổi tiếng với pháp danh Vĩ Kiên, Thiền sư Lương Sĩ Hằng đã đi thuyết giảng tại khắp các quốc gia trên các lục địa Âu, Á, Phi, Úc và Mỹ trong hơn 50 năm. Thiền sư cũng đã sáng tác rất nhiều án thơ tâm linh, là nguồn cảm hứng phổ nhạc cho nhiều nhạc sĩ Âu Lạc Việt Nam nổi tiếng như Duy Khánh, Hoàng Thi Thơ, Nhật Ngân, Phạm Duy, Phạm Đức Thành và Trầm Tử Thiên. Thiền sư Lương Sĩ Hằng viên tịch năm 2009, hưởng thọ 86 tuổi. Ngài đã để lại cho đời một di sản giáo lý yên thâm và một kho tàng âm nhạc tâm linh lớn lao, hầu gieo duyên lành cho những tâm hồn trên bước đường cầu đạo giải thoát. Bây giờ, kính mời quý vị lắng nghe những trích đoạn từ giáo lý thiêng liêng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, tựa đề Khuyến tu, từ bi là sức mạnh và đoạn đường tu học. Tu để làm gì? Nếu bây giờ chúng ta tu, kêu chúng ta rời bỏ vật chất, các bạn thấy uổng tiếc, vì lý do đó mới cảm giác mình khổ. Thấy tôi trước kia có cái này, bây giờ không có cái kia, nhưng mà không biết rằng không có cái này, không có cái kia, nó sẽ có một cái khác xứng đáng hơn. Cái đó là cái gì? Cái đó là con đường tiến đến sự sáng suốt, cái đó mới sanh ra được cái kia. Cho nên, các bạn dùm lên không trung, có gì đâu, không có gì bằng ổ bánh mì bạn đang ăn. Nhưng nếu không nhờ thanh khí điển, không nhờ này kia kia nọ của càn khôn vũ trụ, thì làm sao bạn có ổ bánh mì để hưởng? Và làm sao các bạn có được cái mùi vị, cái cảm giác? Cái đó cũng là sự phối hợp của càn khôn vũ trụ, người thế gian chưa có hiểu được. Hoàn cảnh bắt buộc, khổ cực tôi mới theo, chớ không bao giờ tôi tu. Nhưng mà nó tu, lợi cho nó, đâu phải lợi cho Chúa, đâu phải lợi cho Phật. Rồi các bạn nhận thức rằng, sau này các bạn phải chết. Chết rồi các bạn đi đâu? Tôi thấy chết là hết, tôi không còn sợ ai nữa. Không đau bạn, còn sự đau khổ.
nhiều người bây giờ cũng chứng minh được là có thiêng liêng, có sự sáng suốt vô hình và có những người đang nương tựa sự sáng suốt của vô hình để mà sống. Cầu xin đầu này, cầu xin đầu kia. Nếu không có, các bạn đi cầu xin làm gì? Chính các bạn cũng là một thiêng liêng của càn khôn vũ trụ mà bị mất quân bình, cho nên phải tu bổ, sửa chữa mình là vậy. Phải ngậm miệng lại để nhận biết mình và ổn định tư tưởng mình, để nhận biết sự yêu thương của cha trời đang dìu dắt chúng ta trong từng giờ từng khắc, dìu dắt chúng ta tiến tới sự thanh tịnh sẵn có của mọi phần hồn. Và nếu chúng ta không hiểu, nếu chúng ta ngủ nghịch, thì sự tiến bộ không bao giờ có. Chúng ta có cơ hội sinh sống trên mảnh đất phù sanh này, phải biết rằng chúng ta đang dự trong một lớp học. Học để tiến hóa, học để dự thi, học cho để phần hồn chúng ta mới dũng tiến, mới biết trời đất, biết quyền năng của tạo hóa. Lúc đó, chúng ta sống có ý nghĩa, sống trong sự sáng suốt phong phú mà để ảnh hưởng người khác, chứ không phải sống một cách ngu ngơ, vật chất. Cho nên, không có nên vội làm giàu về vật chất mà quên tâm linh. Phải trở về với tâm linh của các bạn phong phú, giàu có trước thì các bạn không bao giờ bị lôi cuốn bởi vật chất, không bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh, nhưng mà bị lôi cuốn bởi tình thương và đạo đức của càn khôn vũ trụ, của Chúa ban, của trời Phật ban, để cho mọi người được sự ảnh hưởng tốt đẹp do hành động của mình, do tư tưởng của mình, do lời nói chân thật, dẫn dải rõ rệt. Chúng ta mong trả lại một phần nào cho thế gian trước khi ra đi, thì chúng ta phải lo dọn quét sạch sẽ tư tưởng và hành động, nhiên hậu mới xuất ngôn chánh đáng, ảnh hưởng được người khác. Nhờ người ta khinh khi, mình mới có cơ hội sửa mình. Nhờ những người khích bác mình mới tiến hóa, học nhẫn. Nhờ sự hàm oan, mình mới có sự thăng hoa tư tưởng. Mình thấy sự lớn rộng của trời Phật, mình đã chiến thắng mọi tình thế. Chỉ có giữ tình thương và đạo đức, rồi bất chiến tự nhiên thành. Đức Phật đã thành công có ngày nay. Hỏi chứ, Đức Phật đâu có biết đánh giặc, đâu có biết chiến lược. Vì ở chiến trường, các bạn đã thấy rõ, thể xác chúng ta trong nháy mắt là không còn, mà dù có sống bình an thì cũng không bao lâu. Lúc đó các bạn mới tìm hiểu phần hồn của các bạn là vĩnh cửu, phần hồn các bạn là đời đời. Bạn có phần sự phải sửa mình để tiến hóa. Tâm mình là cái bàn thờ tốt đẹp mà không chịu quét dọn, tâm mình là cái nhà thờ mà không biết xây dựng, lại chạy theo ngoại cảnh, mất thì giờ, không kịp thời tiến hóa. Bản thể đâu có chờ đợi chúng ta, nó có một thời gian hữu hạn mà thôi. Ai ai cũng bao nhiêu năm đó, bây giờ 24/24. Các bạn kiểm soát lại xem, các bạn đã làm được việc gì? Cho bạn, không có. Tôi, vì chồng tôi, vì vợ tôi, vì con tôi, vì thiên hạ, vì bạn bè, chưa có vì tôi. Tôi tính từ ly từ tí, nhưng mà rốt cuộc cũng không được cái gì hết. Thấy cái nào nó vừa đủ thôi, để lo hành tiến về chuyện đời đời. Phần hồn xuống thế gian là học để về nguồn cội, chứ không phải xuống thế gian học để hưởng thụ. Cha mẹ các bạn cho đi các xứ ở thế giới học để trở nên người tốt, để giúp người, chứ không phải cho các bạn đi tới đó để chơi bời, ăn nhậu. Thấy chưa? Các bạn hiểu rõ tất cả những hành động của mình thì mới mong sửa được. Và muốn biết được hành động của mình thì phải thanh tịnh. Nếu không thanh tịnh, không bao giờ rõ được. Cho nên cái khóa thiền giác đã dìu dắt nhiều người được ổn định tâm thần, tâm hồn thấy khoan khoái. Lúc đó chúng ta mới học chữ nhẫn, học từ bi, học dũng được. Chúng ta thấy rõ đường lối. Còn nếu mà chưa thấy rõ, ra đường người này chỉ tay mặt, tôi cũng quẹo tay mặt, người kia chỉ tay trái, tôi cũng quẹo trái, quẹo hết thì giờ, tới hồi bỏ mạng,
không thấy đâu là đâu, đi không tới đâu. Nếu chúng ta còn dung dưỡng sự lười biếng nữa, ai nhảy vô để giúp chúng ta? Ai là người chịu trách nhiệm cho cái cơ thể duyên dáng, càn khôn vũ trụ đã thâu hẹp như bản thể chúng ta đây? Ai sẽ chịu trách nhiệm nếu chúng ta là người lười biếng? Nếu chúng ta không chịu hành tiến mà chúng ta còn eo hẹp và trách mọi người? Ở thế gian thường nhắc các bạn rõ ràng bị sa đọa, xuống địa ngục, bị hành hình và bắt buộc các bạn phải học rất nhiều nó mới được trở lại. Ở dương gian mà mình còn ngu, xuống địa ngục thì lại còn ngu nữa. Học trăm năm ngàn năm, học không xong khó trở lên lắm. Tại sao chúng ta không tiến hóa đi lên mà cứ đâm xuống địa ngục làm gì? Đi trong sự tham dục để làm gì? Chung vào cái con đường tối tăm để làm gì? Rồi than khổ, có bao nhiêu tiền hỏi tới cũng là khổ, mà vàng bạc nó xài không hết cũng là khổ. Tại sao? Vì nó đã chung sống phần tâm linh của nó. Lần lần, nó đi xuống, rồi nó đâu được hưởng cái thanh khí ở bên trên. Thì nó thấy gì? Thấy khổ. Khổ là gì? Là tham, tham của cải. Nó mới sợ mất, biến thành khổ. Quý khán giả khoan dung, thật hân hạnh có quý vị cùng xem chương trình hôm nay. Trích tuyển Minh Triết Thiên Liên của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, phần 1 của 2 phần trong tiết mục Lời Thánh Khải. Kính mời quý vị đón xem ngày mai phần 2 của chương trình này. Tiếp theo là đoàn kịch Búa Rối Cẩm Phi Phượng, phần 2 của 2 phần ngay sau Tin Đáng Chú Ý. Xin vui lòng giữ đài truyền hình Vô Thượng Sư để xem thêm nhiều chương trình khẳng định. Cầu xin Đức Phật ban phước cho quý vị với tình thương và hào quang thuần khiết của Ngài. Merciful viewers, it has been a pleasure to have you with us on today's episode. Selection from Zen Master Lương Sĩ Hằng's Sacred Teachings, Part 1 of 2 on Words of Wisdom. Please join us tomorrow for Part 2 of this program. Coming up next is Xin Fei Feng Marionette Theater Troupe, Part 2 of 2, right after Noteworthy News. Please stay tuned to Supreme Master Television for more positive programs. May Buddha bless you with his pure love and light. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/WOW. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/WOW. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/WOW. Nossos programas oferecem vários idiomas. Acesse suprememastertv.com/schedule e suprememastertv.com/WOW. हमारे कार्यक्रम पेश किए जाते हैं कई भाषाओं में. कृपया देखें suprememastertv.com/schedule or suprememastertv.com/WOW. 我们的节目提供多种语言，请看 suprememastertv.com/schedule和suprememastertv.com/WOW. Rancangan kami menawarkan banyak bahasa. Sila kunjungi suprememastertv.com/kehadapan-schedule dan suprememastertv.com/kehadapan-WOW. Marami juna mutawafira biladidi minal lugat. Yurja ziyaret suprememastertv.com/schedule wa suprememastertv.com/WOW. Наши программы предлагают много языков. Пожалуйста, посмотрите suprememastertv.com /schedule и suprememastertv.com/WOW. Programele noastre oferă multe limbi. Vă puteți uita pe suprememastertv.com/schedule și suprememastertv.com/WOW.